lập trình với Soapit. Đầu tiên thì mình muốn nói với các bạn là Soapit là cái gì, đúng không ạ? Thì ngày nay ấy, chúng ta lập trình nhiều đúng không? Thì các thiết bị dùng ấy, đa số là nó đều sử dụng đến một cái gọi là network. Đa số các thiết bị dùng nó đều dùng đến network đúng không ạ? Chúng ta có IoT này, chúng ta có các thiết bị mạng vân vân, này nó dùng đến network. Thế thì trong lập trình dùng ấy, cái cách duy nhất ấy mà để các bạn có thể gọi là cái cửa ngõ duy nhất ấy để cho các bạn có thể sử dụng được cái network bên ngoài, đấy là phải thông qua socket. Socket là cái cửa ngõ trong hệ thống để đi ra được bên ngoài. Đấy, mọi đường đi ra bên ngoài này đều phải đi qua socket hết. Thế thì cái bài hôm nay sẽ dạy các bạn cách lập trình để các bạn có thể gửi đi một cái dữ liệu ra ngoài hệ thống, tức là ra khỏi cái máy của các bạn. Đấy, thì đó là cái cách lập trình với cả socket là vì như vậy. Rồi. Thế trong bài này sẽ có những nội dung cơ bản như sau này. Đầu tiên chúng ta phải học về cái lý thuyết cơ bản về về mạng máy tính đã, đúng không ạ? Trước khi chúng ta học cách lập trình với cả nó, bạn phải học các lý thuyết cơ bản về mạng máy tính như nào, cái cách bản tin nó đi trong cái mạng đấy như nào, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ học là socket là cái gì, đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta sẽ học cái phần lập trình với cả socket. Rồi. Thế đây là cái khái niệm về cơ bản về mạng máy tính, đúng không ạ? Thế thì cái khái niệm đầu tiên về mạng máy tính ấy, đấy là địa chỉ IP. Địa chỉ IP nó là một cái dãy số 32 bit, đúng không ạ? Nó phân làm 4 nhóm. Thế đâu đấy là vì nó 32 bit mà nó gọi là IPv4. IPv4 tức là nó dùng 4 byte để đánh địa chỉ. Thì nó sẽ có tối đa là 4 tỷ địa chỉ IP. Được chưa ạ? Và các địa chỉ IP là không trùng nhau. Địa chỉ IP dùng để định danh các cái máy tính trong cái mạng internet. Đấy. Mỗi một cái bản tin ý, mà đi trong mạng internet ý, thì ở đầu bản tin nó phải gắn địa chỉ IP, đúng không ạ? Giống như cái lá thư mà bạn gửi đi cho người khác ý, thì ở cái phần phong bì thư bạn phải ghi địa chỉ của người nhận. Thì cái bản tin đi trong mạng internet nó cũng phải như thế, đúng không ạ? Ở đầu bản tin nó phải có địa chỉ IP để nó biết, để các cái máy server trung gian ý, nó biết là phải gửi bản tin này đi đâu, thì thông qua địa chỉ IP. Rồi. Thứ hai thì chúng ta đến cái khái niệm thứ hai nữa là Global IP và Local IP, đúng không ạ? Thì nó có một vấn đề này này. Bây giờ ấy, thì cái số lượng các cái thiết bị mà cần dùng đến mạng ấy, nó nhiều hơn 4 tỷ rồi. Đấy. Thì nếu như mà người ta chỉ dùng mỗi cái số IP này ấy, để cấp phát ấy, thì nó không đủ để cấp phát cho các thiết bị nữa. Thì nó sẽ ra một cái cơ chế nữa, nó gọi là Local IP. Thì Local IP như sau này, ví dụ như ở nhà mạng nhà các bạn ấy, các bạn có một cái wifi và các bạn có 4-5 thiết bị khác sử dụng network qua wifi, ví dụ như là một cái là laptop này và 3 cái smartphone. Thế thì lúc này thực ra khi mà một cái bản tin mà đi ra khỏi mạng các bạn ấy, mà đi vào trong internet ấy, thì cả 3 cái smartphone và cả cái laptop nó đều có chung một địa chỉ IP. Cả 4 thiết bị có chung một địa chỉ IP đấy chứ ạ. Địa chỉ IP đấy chính là cái địa chỉ IP của cái wifi. Chưa? Đấy. Thế nó dùng cái cách đấy thì nó sẽ gom nhóm được, tức là mỗi một cái thiết bị gọi là router ấy, nó sẽ có một địa chỉ IP. Thế nhưng mà tất cả các thiết bị còn lại mà connect vào nó ấy, thì khi đi ra ngoài nó sẽ dùng chung cái IP của cái router đấy. Thế nhưng mà đối với cả cái mạng LAN cục bộ trong nhà của các bạn chẳng hạn, thì nó lại dùng một cái router đấy, nó lại đánh một cái địa chỉ IP riêng cho từng thiết bị một trong cái mạng cục bộ đấy, thì nó gọi là local IP, đúng không ạ? Đấy, giống như kiểu là tên ở nhà và tên ở ngoài ấy, kiểu vậy, đúng không? Nó kiểu như thế. Thế thì cái local IP này nó có thể trùng với cả một cái local IP của một cái mạng cục bộ khác, hoặc nó có thể trùng với cả một cái IP ở bên ngoài cũng không sao cả, bởi vì cái local IP này nó chỉ được dùng ở trong cái mạng cục bộ ấy thôi. Miễn là trong cái mạng cục bộ đấy, cái local IP nó không bị trùng là được. Được chưa ạ? Còn đã khi ra bên ngoài ấy, thì nó phải dùng một cái global IP. Được chưa ạ? Ngày nay thì nó còn thêm một công nghệ mới, nó gọi là IPv6 nữa. IPv6 thì nó dùng 6 byte để đánh địa chỉ, thì nó không sợ thiếu. Nhưng mà cái này nó vẫn chưa áp dụng hết, đúng không ạ? Đa số IP của chúng ta bây giờ vẫn là V4. Rồi. Chúng ta đến một cái nữa, đấy là khái niệm nữa là port. Thì nó có một câu chuyện như này. Bây giờ nhá, bạn có một cái máy tính, đúng không ạ?
tất cả các cái dữ liệu của máy tính đấy gửi ra ngoài mạng thì đều có chung một địa chỉ IP, và địa chỉ IP đấy định danh cho cái máy tính đấy. Thế nhưng mà trên máy tính ấy lại chạy rất là nhiều ứng dụng, ví dụ như là chạy Facebook này, chạy một cái ứng dụng YouTube này, rồi vân vân, đúng không ạ? Mỗi một ứng dụng đấy nó đều có nhu cầu nó gửi nhận bản tin vào mạng internet. Vậy thì khi một cái máy tính, khi một bản tin nó đến máy tính chẳng hạn, làm thế nào mà máy hệ điều hành nó phân biệt được là cái bản tin đấy thuộc về ứng dụng nào, đúng không ạ? Thế thì nó phải dựa vào một khái niệm khác gọi là khái niệm port. Đấy là mỗi một ứng dụng khi mà connect ra mạng internet thì sẽ xin máy tính mở một port. Port là một cái số định danh thôi, một cái số nguyên, được chưa? Một số nguyên không âm, định danh thôi. Và trong cái bản tin mà gửi đến máy tính ấy, thì ngoài cái địa chỉ IP nó còn có thêm cả cái giá trị của port nữa, gọi là port number. Thì máy tính nó sẽ dựa vào cái số port đấy để nó biết được là cái gói tin này thuộc về ứng dụng nào để nó trả về cho ứng dụng đấy, được chưa? Thì chúng ta thấy một khái niệm đó là port. Rồi. Cuối cùng chúng ta đến một khái niệm cuối cùng là mô hình client và server. Mô hình client và server thì nó như này này. Khi hai thiết bị trong máy tính ấy mà muốn giao tiếp được với nhau thì phải thiết lập một cái kênh truyền nào đấy, được chưa? Thì cái cơ chế mà để hai thiết bị mà thiết lập với nhau kênh truyền ấy, nó có nhiều cơ chế. Trong đó nó có một cái mô hình rất là phổ biến, đấy là mô hình client và server. Đấy. Trong mô hình client và server nó như này này. Cái thiết bị client ấy phải chủ động connect đến cái thiết bị server. Để connect được vào server thì client phải biết được địa chỉ IP của server, được chưa ạ? Như vậy, trong mô hình này thì thiết bị client phải là người chủ động kết nối, và client phải biết được server có IP là bao nhiêu. Client sẽ gửi cái bản tin yêu cầu kết nối đến server. Bản tin gửi đi được là vì client có địa chỉ IP của server. Về phía server thì server sẽ là người không quan tâm đến IP của client, mà server chỉ là một người chủ động lắng nghe thôi. Khi có bản tin yêu kết nối của client gửi đến thì server sẽ quyết định là đồng ý hay không đồng ý. Nếu mà server đồng ý thì giữa hai thiết bị sẽ thiết lập với nhau một cái kênh truyền. Nếu không thì thôi, kênh truyền nó sẽ không được thiết lập. Được chưa? Còn sau khi mà đã có kênh truyền thiết lập rồi ấy, thì bản tin nó sẽ được gửi vào trong cái kênh truyền đấy. Rồi. Được chưa? Thì đây là một cái mô hình về giải thích về cái cách bản tin nó gửi đi, đúng không ạ? Ví dụ ở đây chúng ta có một cái server. Đây là cái máy server. Ở đây có các cái máy client, đúng không ạ? Đấy. Thì các máy client nó sẽ có các địa chỉ local IP như này. Đấy. Sau đó bản tin nó sẽ gửi đến các bản mẫu bản tin chẳng hạn. Khi mà gửi đi nó sẽ có cái địa chỉ IP của cái máy server kia, đúng không ạ? Và nó sẽ gửi đi. Thế thì ở trên con đường đi nó sẽ có các cái thiết bị trung gian, các cái server trung gian. Nó sẽ làm nhiệm vụ nó trung chuyển gói tin đi, đúng không ạ? Nó sẽ biết được là đối với cả cái IP này nó phải gửi tiếp đi đâu. Thì đấy là của những cái thằng này nó phải quan tâm được đấy, đúng không ạ? Mình không phải quan tâm. Mình chỉ quan tâm được là cái IP nào ấy mình cần phải đính kèm vào bản tin này để nó thể gửi được đến đích. Được chưa ạ? Thì đấy là cái mà mình cần phải quan tâm thôi. Rồi. Để như vậy chúng ta đã đi qua các cái khái niệm rất là cơ bản về network, đúng không ạ? Thực ra để mà học sâu về network ấy thì nó cần một cái môn khác về network cơ. Thế nhưng mà cái chúng ta học chỉ là một cái rất là cơ bản để các bạn có thể là lập trình được socket. Và mục đích của cái bài này ấy là như này này. Sau này khi các bạn mà viết một cái driver về internet chẳng hạn, hay là về wifi chẳng hạn, thì các bạn cần phải ngồi viết một cái app mà dùng được network để check và kiểm tra lại cái tính năng của cái driver bạn vừa viết. Thế nên cái mục đích của cái bài này sinh ra là vì như vậy, đúng không ạ? Giúp bạn hiểu được là cái cơ chế của các cái ứng dụng tầng trên ấy nó dùng network như nào để bạn có thể viết được một cái driver nó đúng. Đấy. Thì cái bài này sinh ra là vì như vậy. Chứ bài này không phải dạy các bạn để các bạn có thể lập trình chuyên sâu về network hay là cái gì thì không phải. Được chưa? Tiếp. Thế socket là cái gì? Thế thì bản chất của socket ấy nó là một file. Socket bản chất nó chính là một file. Thế nhưng mà khác với cả các cái file thông thường ấy thì cái file socket này nó sẽ chỉ định cho hệ điều hành biết được là cái dữ liệu ấy mà ghi vào cái socket đấy có thể sẽ được đi ra khỏi hệ thống, đúng không ạ? Thay vì các loại file khác, đúng không? Device file này, hay là proc file này, hay là các cái file thông thường, đúng không ạ? Thì cái data của nó ấy,
sau khi ghi vào file nó sẽ đi xuống một cái phần nào đấy của hệ thống, thì socket này nó khác, nó có thể đi ra khỏi hệ thống, được chưa ạ? Và thứ hai, socket là một cái file nó gọi là point to point. Point to point tức là data khi đi vào một cái socket là một đầu của đường ống thì nó sẽ đi đến một cái socket khác ở đầu ra của đường ống, gọi là point to point. Rồi. Thế thì nếu như cái socket ấy nó là như thế này, thế thì cái cách các bạn lập trình nó như nào, đúng không ạ? Thế thì về bản chất ấy, vì socket nó cũng là một file nên cái cách mà các bạn lập trình với cả socket ấy nó rất giống với cả lập trình với file, đúng không ạ? Thì bây giờ chẳng hạn mình sẽ kể lại cho các bạn nghe là cái thứ tự lập trình với file, đúng không ạ? Để lập trình với cả file, đầu tiên bạn phải tạo ra cái file FD, đúng không ạ? Thông qua cái hàm fopen. Sau khi có file FD rồi, bạn phải thao tác với file, đúng không ạ? Là fread hoặc fwrite, và dùng xong thì chúng ta phải fclose, đúng không ạ? Thế thì socket nó cũng như vậy. Đầu tiên ấy là bạn phải tạo ra cái socket, được chưa? Thì nó tạo ra file bằng một cái hàm gọi là cái hàm socket, được chưa? Đây, hàm socket. Cái hàm socket này ấy, thì để dùng thì bạn phải cần include cái thư viện này vào, đúng không ạ? Bạn phải include cái thư viện này vào. Sau đó ấy, thì các bạn gọi cái hàm này ra. Khi mà gọi hàm này ra thì các bạn truyền cho nó một số các cái tham số, được chưa? Hàm này nếu mà nó thành công nó sẽ trả về cho các bạn là cái file FD đại diện cho cái socket đấy. Và bạn phải truyền cho nó một số tham số. Tham số đầu tiên ấy là tham số domain, được chưa? Thì cái domain này nó sẽ chỉ định rất là cơ bản về socket đấy, nó là AF, INET hay là TCP/IP hay là gì đấy, tức là nó sẽ chỉ định là cái loại cái socket đấy nó sẽ là một loại socket dùng để ghi bản tin ra ngoài hệ thống hay là chỉ trung chuyển trong hệ thống hay thôi. Đấy, một rất là chung chung. Thứ hai là type, cái loại type này thì nó sẽ định nghĩa cái cách truyền dữ liệu. Và cái loại cuối cùng là protocol thì nó sẽ định nghĩa cái cách bắt tay. Protocol thì chúng ta sẽ có TCP/IP và vân vân ấy. Đấy. Thế thì về chi tiết ấy, các bạn có thể xem ở đây. Về chi tiết các bạn có thể xem ở đây. Nó máy này hơi yếu đấy, máy này mà vừa mở nhiều thứ là hơi bị giật. Đấy, giật rồi đấy. Đấy, cái chi tiết thì chúng ta xem ở đây xem các tham số đấy truyền vào như nào. Đây ạ, domain, được chưa ạ? Ví dụ nếu như cái tham số domain chẳng hạn các bạn set là AF Unix thì có nghĩa là cái socket này bạn tạo ra ấy, không nhằm mục đích là bạn muốn gửi data ra bên ngoài mà vẫn chỉ là data đi trong hệ thống thôi. Tại vì sao lại sinh ra cái này? Tại vì nhiều khi là các cái ứng dụng ấy nó sẽ muốn tạo ra một cái socket để nó giao tiếp với nhau. Thì nếu như ứng dụng trong cùng một máy ấy, mà nó tạo ra socket và giao tiếp với nhau ấy thì rõ ràng là cái socket đấy nó không cần đi ra ngoài cái data của nó ấy. Không cần phải đi ra bên ngoài mà nó chỉ đi lòng vòng trong hệ điều hành, thì các bạn có thể xét là cái loại này, được chưa ạ? Đấy. Ngoài ra thì nó có những cái loại socket khác nữa rất là nhiều, bạn 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 đọc thêm nhưng mình cũng không có biết hết, được chưa ạ? Thì là phần domain, đúng không ạ? Ví dụ như bạn mà xét cái socket là cái loại là AF INET, được chưa ạ? Thì có nghĩa là bạn chỉ định là cái socket này nó sẽ dùng theo kiểu là IPv4, được chưa? Dùng IP và data ghi vào socket sau sẽ đóng gói thành bản tin và đi ra bên ngoài. Đấy là phần, đấy là các loại domain. Đấy. Ví dụ như phần ke này này, mọi người thấy quen không ạ? Đúng không ạ? Nếu mọi người chỉ định domain của nó là ifken thì tức là loại socket này nó sẽ dùng cho cái bản tin của cái giao thức ke, đúng không ạ? Giao thức ke là một cái giao thức rất là phổ biến cho ô tô. Đấy là phần domain nhá. Rồi. Phần thứ hai là cái loại type. Cái loại type thì nó sẽ chỉ định cái cách mà gọi là
giao tiếp, tức là cái kiểu như data nó truyền như nào ấy. Đấy. Ví dụ nếu bạn chỉ định cái loại tai này là substream thì tức là data nó sẽ đi theo kiểu là một cái dòng chảy liên tục, không ngắt quãng, đúng không ạ? Đấy. Nếu bạn xét là cái loại là datagram này, loại datagram này thì data nó sẽ chuyển theo kiểu là từng từng đoạn một, từng gói một, từng packet một chuyển đi, đúng không ạ? Còn nếu mà stream thì nó sẽ đẩy liên tục. Đấy. Thì cái loại tai này nó sẽ setting cái kiểu đấy. Thế thì chẳng hạn khi mà các bạn chẳng hạn các bạn xem video trực tuyến hoặc để xem bóng đá chẳng hạn, thì nó data nó là dạng streaming, đúng không ạ? Nó sốc stream này. Thế chẳng hạn như bạn chat Facebook chẳng hạn, thì mỗi một lần bạn gõ một ký tự, một đoạn ký tự, đúng không ạ, bạn gửi đi thì nó đóng gói thành một cái bản tin mà nó gửi đi, nó sẽ truyền thành từng đoạn một, đúng không ạ? Nó không phải truyền liên tục. Đấy, nó rất là nhiều, bạn đây bạn đọc thêm được chưa ạ? Cái phần cuối cùng là cái phần protocol. Đúng không ạ? Phần protocol thì bạn xét vào những cái này cũng được, được chưa ạ? Rồi. Chúng ta đi tiếp nhé. Đây, thế thì ví dụ. Ví dụ đây là code mẫu của mình đây. Ví dụ khi mình tạo ra một cái socket chẳng hạn. Bài hôm nay là bài 10 nhỉ? Đây mọi người nhìn rõ không? Đây. Đây chẳng hạn socket đúng không? Thì ví dụ khi mà mình tạo ra một socket đúng không ạ? Mình chuyển vào đây là AFINS này, socstream, và mình truyền một cái số mặc định là cái 0. Được chưa? Mình không biết rõ 0, chắc là mình sẽ set một cái default nào đấy cho cái thằng protocol đấy, mình không rõ là 0 này thì nó sẽ là cái gì, mọi người phải check nhá. Nó sẽ một cái default protocol nào đấy. Nào, tiếp. Rồi. Có một cái vấn đề thứ hai các bạn phải lưu ý khi là truyền socket như này này. Thì chúng ta biết đúng không ạ? Nếu các bạn mà muốn gửi bản tin ra khỏi mạng đúng không? Bạn phải đánh địa chỉ cho bản tin đấy đúng không ạ? Thế nhưng mà khi bản tin ý, nó đi trong mạng ý, nó sẽ có một cái vấn đề rất là đặc thù sẽ nảy sinh như sau. Các bạn biết đến hai từ khóa là Little Endian và Big Endian rồi đúng không ạ? Đúng. Mọi người biết hai đấy không ạ? Chưa biết đâu à? Ờ thế mình nói. Thôi bây giờ mình sẽ không viết trên bảng nữa, mình sẽ viết trên bảng nó hay bị khó nhìn. Mình sẽ viết ở đây đi. Ở đây nhá, mình sẽ có chẳng hạn như là trên kiến trúc Big Endian đúng không ạ? Mình mở bằng web đi. Web có khi lại hay hơn. Big End. Mà học điện tử mà không biết Big Endian thì cũng mà đùa anh à? Đùa anh không đấy? Đúng không ạ? Big Endian. Thì cái Big Endian ấy hay là cái Little Endian ấy, nó sẽ chỉ định cái cách mà sắp xếp các cái byte đối với một số ở trong bộ nhớ. Đấy. Tức là sao? Ví dụ đối với cả cái Big Endian ấy thì những cái byte nào ấy mà có địa chỉ không nhớ nữa, Big Endian. Big Endian thì chẳng hạn như là byte nào mà chứa giá trị cao ấy. Ví dụ như là bây giờ mình có số là số nào cần 2 byte nhỉ? Ví dụ như số 1000 đi đúng không ạ? 1000 là cần mấy byte rồi nhỉ? 256 đã 1 byte rồi đúng không? 1000 thì là cần 2 byte nhỉ? Đúng không ạ? Số 1000 cần 2 byte đúng không ạ? Bây giờ phân tích ra 1000 sẽ là, nếu mà phân tích ra số nhị phân thì sẽ là gì nhỉ? Ai tính được không? Để mày tính ra tính nha. Một nghìn này. Đúng không ạ? Thì đây, nhị phân của nó sẽ là 001 100 100.
đây đúng không ạ? Thì tách ra là chúng ta sẽ có là đây là một bài đúng không ạ? Và đây là một bài nữa đúng không ạ? Được chưa? Đây là hai bài của cái số này đúng không ạ? Được chưa? Đấy, số này cần hai bài thì đây là hai bài của nó. Vậy thì trong bộ nhớ ấy, chẳng hạn trong bộ nhớ thì cái số này này và cái bài này và cái bài này nó sẽ được sắp xếp như nào đúng không ạ? Thì nó sẽ có hai cách sắp xếp đúng không ạ? Đối với cái big endian ấy thì cái số này nó sẽ được chứa vào trong địa chỉ cao. Dụ như địa chỉ đây là 0x5 và 0x6 đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đối với cả cái big endian ấy, cái địa chỉ 0x5 ấy. Việt ơi, trong big endian thì cái địa chỉ thấp thì sẽ chứa bài cao hay bài thấp nhỉ? Thôi cứ nói nhà bài thấp nhá. 0x5 nó sẽ chứa là 0000011. Được chưa ạ? Và 0x6 nó sẽ chứa là 11101000. Được chưa ạ? Đấy là big endian. Big endian tức là địa chỉ cao thì chứa cái bài cao đúng không ạ? Cái bài mà giá trị cao. Và địa chỉ thấp thì chứa bài thấp. Trong thằng này ấy, thì cái bài cao giá trị bài cao là cái bài này đúng không ạ? Rõ ràng mọi người mà thấy cái bit càng cao thì giá trị nó sẽ càng lớn, đúng không ạ? Thì bài cao là bài này và bài thấp là bài này, đúng không ạ? Đấy. Thế thì big endian tức là giá trị địa chỉ cao chứa giá trị cao, địa chỉ thấp thì chứa giá trị thấp. Còn trong little endian, little endian ấy thì lại ngược lại. Ngược lại hoàn toàn đúng không ạ? Địa chỉ thấp thì lại chứa giá trị cao, còn địa chỉ cao thì lại chứa bài thấp. Ngược lại. Tại vì sao? Tại vì có một số dòng chip em không nhớ như là Intel chẳng hạn, nó là little endian. Cách nó đánh địa chỉ như vậy. Còn các cái dòng chip như của ARM ấy nó lại là big endian. Đấy. Thế thì nếu như mà bạn mà chỉ làm việc trong một máy tính ấy thì bạn không phải lo chuyện đấy đúng không ạ? Cái chuyện mà nó convert từ một cái số của bạn ra cái cách nó đánh địa chỉ ở trên RAM ấy là chuyện của máy tính nó làm rồi, bạn không phải quan tâm làm gì đúng không ạ? Không cần quan tâm. Thế nhưng mà nếu như mà bạn mà gửi một bản tin ra khỏi mạng ấy thì bạn lại cần quan tâm đúng không ạ? Làm thế nào mà một cái hệ thống ấy nó chạy trên cái kiến trúc là little endian, nó có thể hiểu được cái format data của một cái bản tin được gửi từ hệ thống là big endian đúng không ạ? Tại vì hai cái hệ thống này nó sẽ có cách nó sắp xếp các cái bài khác nhau. Thế thì network ấy, người ta phải sinh ra một cái cơ chế nào đấy là quy định sẵn là cho dù ông dùng theo cái kiến trúc là big endian hay là little endian ấy thì ông cũng phải format lại data theo một cái chuẩn chung của network đúng không ạ? Thế người ta quy định luôn là trong network ấy thì chỉ dùng một chuẩn là big endian thôi. Được chưa ạ? Thì mọi cái bản tin ấy mà gửi ra khỏi network ấy đều phải convert lại về cái chuẩn đấy. Được chưa ạ? Đều phải convert lại về chuẩn đấy. Thế thì để mà bạn đính kèm được cái địa chỉ IP của bạn vào trong cái bản tin đúng không ạ? Thì bạn phải convert được cái giá trị của cái địa chỉ IP của bạn vào đúng cái chuẩn format dữ liệu của network đúng không ạ? Đấy là chuẩn big endian. Thì nó có những cái hàm convert luôn cho bạn đúng không ạ? Hàm này nó sẽ được implement phụ thuộc vào từng kiến trúc đúng không ạ? Bạn mà little endian thì nó sẽ convert cho bạn là từ little endian sang big endian. Còn bạn mà đã big endian sẵn thì nó không làm gì cả. Đấy, bạn cứ gọi ra bạn dùng thôi, bạn không phải quan tâm. Thế các hàm như này này, nó sẽ có hàm là host to network. Host to network nó tức là bạn truyền vào đây cho nó một cái số bất kỳ đúng không ạ? Nó sẽ trả về cho bạn một cái số đấy, nhưng mà được convert ra cái chuẩn của network đúng không ạ? Rồi cái hàm là network to host. Hàm này thì bạn truyền cho nó một cái số từ theo chuẩn của network, nó sẽ trả về cho bạn một cái số theo cái chuẩn của cái máy bạn đang chạy đúng không ạ? Đấy. Tức là sao? Nếu mà bạn có số 6, bạn chẳng hạn như bạn muốn gửi vào một bạn muốn đính kèm cái địa chỉ IP là 192.168.1.1 vào bản tin đúng không ạ? Nếu bạn ghi trực tiếp luôn ấy thì có thể là cái số đấy nó sẽ không thể hiểu được đúng không ạ? Tại vì ví dụ như máy bạn đang chạy trên cái trúc là little endian thì khẳng định luôn là cái số đấy gửi vào cái mạng là nó sẽ hiểu sai đúng không ạ? Sẽ hiểu sai một cái số khác, thì bạn phải convert ra cái số theo kiểu của network đúng không ạ? Bằng dùng các cái hàm này. Được chưa ạ? Hoặc là khi bạn đọc được cái giá trị IP từ bản tin đúng không ạ? Bạn không được dùng luôn, bạn phải convert lại ra cái chuẩn của cái máy bạn đang dùng. Thì đấy là ý nghĩa của hai hàm này là như vậy, thì mọi người phải lưu ý đúng không ạ? Thế thì khi bạn các bạn code ấy các bạn dùng như nào? Đúng không ạ? Đây là code đây đúng không ạ? Thì có một cái điểm lưu ý là
hai cái hàm này ấy, là hai cái hàm cơ bản thôi đúng không ạ? Khi bạn gọi ra bạn phải truyền vào một cái số là số kiểu integer 32 bit đúng không ạ? Nhưng mọi người mà để ý thì cái địa chỉ IP của mình ấy, nó lại là một cái chuỗi string cơ đúng không ạ? Thế nó vẫn là một cái số, nhưng mà nếu mà bạn được viết ra theo kiểu string này thì vẫn dễ hơn đúng không ạ? Thì nó có sẵn hàm convert luôn một cái chuỗi string IP ra được cái số IP theo kiểu network, là cái hàm INET address này đúng không ạ? Bạn gọi hàm này ra, bạn truyền theo cái IP vào theo kiểu string, nó sẽ convert ra cho bạn. Bạn chỉ việc gán thôi đúng không ạ? Bạn chỉ việc gán thôi. Rồi. Thế thì khi bạn muốn đính kèm cái IP vào vào máy thì bạn vào bản tin bạn phải làm nào, thì bạn phải dựa vào một cái struct. Đó là cái struct gọi là socket address, được chưa ạ? Socket address đây ạ. Socket address. Đây. Bạn search cái struct này. Đây đúng không ạ? Đây cái struct socket address này đây đúng không ạ? Đây, đây nó đây. Mọi người thấy không ạ? Chính là nó đây ạ. Đây đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái trường như sau này. Thứ nhất là cái trường family đúng không ạ? Bạn đang dùng là IPv4 hay là V6 đúng không ạ? Bạn phải xếp vào đây. Trường port đúng không ạ? Bạn thấy là cái struct address này nó sẽ chứa cả địa chỉ IP và cả số port nữa đúng không ạ? Đấy. Port này, xong bắt đầu đến cái phần address. Thì cái số address này nó sẽ là một cái struct phức khác nữa, được chưa ạ? Thì nhìn thì như này thôi, nhưng mà mình nghĩ là về một cách dùng thì không phức tạp lắm, đúng không ạ? Bạn khởi tạo nó đúng không ạ? Đầu tiên bạn phải chỉ định là cái loại, cái trường family của nó đúng không ạ? Là loại network đúng không? Thì bạn phải trỏ vào là IFINET vào thằng address đấy đúng không ạ? Rồi, thứ hai là bạn phải convert địa chỉ IP ra từ dạng string ra cái chỉ IP của network đúng không ạ? Dùng cái hàm này và bạn gán vào cái trường này của nó là xong. Được chưa ạ? Đấy. Và cái cuối cùng bạn phải làm đấy là bạn phải gán cho nó cái số port đúng không ạ? Số port thì nó cũng có cái hàm convert luôn đúng không ạ? Network network host to network này, bạn truyền vào cái số port rồi bạn gán vào trường port của nó là xong. Được chưa ạ? Đấy. Thì đây là cách bạn khai báo ra cái struct address là như vậy. Đấy, mọi người có hỏi gì không ạ? Cái bài socket này thì mình nghĩ là nó cũng không quá khó hiểu đâu, chỉ có điều nó hơi nhiều bước. Đấy. Thì chúng ta chỉ cần nhớ các cái bước của nó, và lần sau ta làm theo thôi. Chứ còn bảo hiểu thì thật ra nó cũng không có gì để hiểu lắm, chỉ là các cái bước làm của bạn như nào thôi. Được chưa ạ? Thì đấy, đấy là cách mà các bạn khởi tạo ra cái struct này, được chưa ạ? Rồi. Như vậy chúng ta đã xong được cái phần là khởi tạo ra cái socket FD đúng không ạ? File exception của socket. Và xong cái phần khởi tạo địa chỉ cho nó rồi đúng không ạ? Rồi. Rồi phần nữa là chúng ta phải gán cái địa chỉ IP cho cái socket đấy đúng không ạ? Chúng ta đã phần là tạo ra socket này và tạo địa chỉ, nhưng hai đấy là riêng rẽ. Bây giờ phải đến một cái bước là bạn phải gán cái địa chỉ mà bạn đã khởi tạo vào cái socket đấy đúng không ạ? Để bạn định địa chỉ cho nó. Đấy. Tại vì sao? Tại vì bạn có định địa chỉ cho nó, tức là bạn phải gán địa chỉ cho socket ấy, xong rồi ấy thì khi mà bạn ghi data xuống dưới socket đấy thì mặc định cái data đấy nó sẽ được đính kèm cái địa chỉ mà bạn gán vào. Thì nó như vậy. Tức là bạn gán lần đầu tiên là xong, lần sau bạn ghi bạn không cần phải gán lại nữa, mặc định nó sẽ được lấy cái địa chỉ bạn gán lúc trước. Thì cái bước đấy nó như vậy. Thì để gán địa chỉ cho socket ấy, bạn làm một cái gọi ra cái hàm gọi là hàm binding thì chưa ạ, binding. Đấy, bạn truyền vào cái socket mà bạn đã khởi tạo đúng không ạ? Bạn truyền vào cái struct address mà bạn đã khởi tạo đúng không ạ? Và cái len này thì chính là cái chiều dài của cái struct này, chưa? Bạn gọi ra hàm này thì mặc định là cái socket này nó sẽ được đính cái địa chỉ mà bạn đã khởi tạo vào, được chưa? Rồi, tiếp. Thì bây giờ khi kết nối như thế nào đúng không ạ? Thì cái cách kết nối giữa client và server là khác nhau đúng không ạ? Khi bạn lập trình socket, bạn phải định hình luôn là cái máy tính nào bạn sẽ thiết kế để làm server, cái máy tính nào bạn đã thiết kế là để làm client, được chưa? Client sẽ có cách lập trình socket khác với cả server. Đấy. Đấy là khác là vì cái cơ chế bắt tay, cái cơ chế thiết lập ấy nó đã khác nhau rồi đúng không ạ? Client phải chủ động, đúng không ạ?
Thế từ phía client nhá, khi cần kết nối thì client phải gọi ra hàm connect để chủ động kết nối đúng không ạ? Cái hàm connect này nó sẽ gửi một cái bản tin đặc biệt đến server để xin server kết nối. Bạn code kết nối ra đúng không ạ? Bạn chuyển vào cái socket bạn đã khởi tạo, đã đính kèm cái địa chỉ vào đúng không ạ? Cái địa chỉ bạn đính kèm vào cái socket ở đây này chính là địa chỉ của server. À thì sorry, cái địa chỉ của server bạn khởi tạo ở trong structure này cơ. Được chưa ạ? Khi mà client nó cần connect đúng không ạ? Thì các bạn phải khởi tạo thêm cái structure địa chỉ server ở đây. Và các bạn gọi ra hàm connect. Được chưa ạ? Đấy. Thì nó sẽ gửi một cái bản tin đặc biệt đến cái server có địa chỉ ở trong cái structure này. Xin được kết nối. Được chưa ạ? Còn từ phía server ấy thì server chỉ cần gọi ra hàm listen thôi và truyền vào cái structure socket mà server đã khởi tạo. Được chưa ạ? Anh không nhớ, anh nhìn vào đây cho anh biết ngay. Listen không cần đặt trong qua, không trong qua đâu. Nó khởi tạo ra một cái hàng đợi, listen nó tạo ra một cái hàng đợi thôi, không cần trong qua. Tiếp nhé. Ở server thì cần gọi ra một cái hàm listen, được chưa? Listen. Thì hàm listen này nó sẽ như sau này. Nó sẽ tạo ra một cái hàng đợi, một cái hàng đợi. Mỗi một cái ô trong một hàng trong hàng đợi đấy nó sẽ bao nhiêu ô ấy, hàng đợi có bao nhiêu ô ấy thì là do cái số backlog được quy định. Ví dụ ở đây em xét là 10 thì hàng đợi sẽ có 10 ô. Nếu xét là 1 thì chỉ có 1 ô thôi, được chưa ạ? Mỗi khi có một cái request đặc biệt ấy mà được gửi bởi cái lệnh connect này thì cái bản tin của cái request đấy nó sẽ được chứa trong cái hàng đợi ở đây. Được chưa ạ? Đấy. Rồi. Sau đó trong server ấy nó sẽ gọi ra cái hàm accept này để quyết định là có đồng ý kết nối hay không với cả kết nối trong hàng đợi đấy đúng không ạ? Đấy. Nếu như mà nó accept ấy thì cái hàm accept này nó sẽ trả về một cái socket mới, nó sẽ trả về một cái socket hoàn toàn mới, không phải socket ở trên này đâu tạo ra đâu ạ. Được chưa? Socket đấy nó sẽ tạo ra một cái socket mới nữa cơ. Đấy. Cái socket mới này nên là được dùng để thiết lập point to point đối với cả riêng cái client kia thôi đúng không ạ? Cái socket mà ban đầu server nó khởi tạo ấy là cái socket dùng để lắng nghe cái bản tin đặc biệt yêu cầu kết nối thôi. Còn khi mà nó đã đồng ý kết nối ấy, nó sẽ tạo ra một socket mới chuyên dùng để point to point vào cái ông client kia. Được chưa? Bằng hàm accept này, được chưa? Sau khi mà đã accept xong rồi ấy, thì server có thể gửi nhận dữ liệu vào client thông qua các cái hàm read hoặc là write như bình thường. Các cái hàm read write này chính là các cái hàm khác với file đúng không ạ? Mọi người cần truyền vào cho nó cái file FD là cái socket ở đây là được. Nó sẽ gửi đi bình thường đúng không ạ? Đấy. Và nếu như mà server thấy không muốn connect với cả client đấy nữa thì có thể gọi ra hàm close, truyền vào cái FD được tạo ra ở đây đúng không ạ? Ở cái hàm accept này thì nó sẽ tiến hành, nó sẽ hủy cái kết nối giữa server và client đi. Được chưa ạ? Rồi. Như vậy là server nó sẽ có hai socket đúng không ạ? Một cái là connection socket chuyên dùng để point to point với cả từng client đúng không ạ? Ví dụ như có 10 client kết nối đến thì server sẽ phải tạo ra 10 cái connection socket để point to point cho 10 thằng riêng biệt. Nhưng mà còn riêng cái thằng listen socket này thì chỉ cần một thôi. Chỉ cần một thôi đúng không ạ? Để chứa cái bản tin yêu cầu kết nối của các client nó gửi đến. Thế là phía server đúng không ạ? Còn phía client đúng không ạ? Thì nó như này. Ở phía client ấy nó sẽ gửi ra cái câu lệnh request này đúng không ạ? Request này, connect này đúng không ạ? để yêu cầu kết nối. Nếu như mà connect thành công ấy thì client nó sẽ gửi và nhận bản tin trực tiếp qua cái socket này luôn, chứ nó không phải tạo ra cái mới đúng không ạ? Tức là trên phía client ấy thì nó sẽ gửi nhận bản tin trực tiếp vào cái socket mà nó dùng để kết nối đến server lúc ban đầu đúng không ạ? Còn server phải tạo ra một cái mới, client thì không cần đúng không ạ? Thì đấy. Và client ấy nếu mà muốn hủy kết nối ấy, cũng có thể gọi ra hàm close được để hủy kết nối đi đúng không ạ? Thì đấy là các cái bước để lập trình với cả socket. Thì mình có một cái hình vẽ để tóm lược lại ở đây đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đấy là những cái bước về mặt source code. Còn đây là cái hình vẽ mình tóm lược lại cho mọi người đúng không ạ? Thì từng mỗi một cái ô của hình vẽ này nó một cái hàm thôi đúng không ạ? Thì đầu tiên nhá, trên server mình nói lại này, trên server là có tạo ra một cái listen socket đúng không ạ? Sau đó server khởi tạo cái địa chỉ của bản thân mình đúng không ạ? Và đính kèm cái địa chỉ đấy vào cái socket đó, vào cái listen socket này.
sau đó server gọi ra cái hàm listen để khởi tạo ra cái gọi là cái hàng đợi, đúng không ạ? Hàng đợi. Rồi mỗi khi mà có một cái yêu cầu kết nối được gửi đến server ấy, thì server sẽ quyết định là có kết nối hay không thông qua cái hàm accept, đúng không ạ? Nếu mà accept được ấy thì server sẽ tạo ra một cái socket mới chuyên dùng để kết nối đến cái client này thôi. Được chưa ạ? Còn giữa client ấy thì như này, client sẽ tạo ra một cái socket dùng để kết nối đến server, khởi tạo địa chỉ của server, được chưa ạ? Và đính kèm cái địa chỉ server vào trong và gọi ra hàm connect, đúng không ạ? Ở hàng connect thì sẽ đính kèm cái địa chỉ server này vào đấy, đúng không ạ? Và gửi đi. Được chưa ạ? Đến đây nếu mà thành công rồi ấy, thì giữa client và server sẽ gửi nhận với nhau thông qua các cái hàm là read write hoặc là send, được chưa ạ? Và nếu như muốn ngắt kết nối thì gọi là hàm close. Thì đấy là một cái hình tóm tắt, được chưa ạ? Rồi. Bây giờ đến đây mọi người có hỏi gì không đã? Hỏi gì không đã? Nếu không hỏi thì mình sẽ demo code cho mọi người xem nhá. Để một code mọi người xem. Nói chung ý, tóm lại ở cái bài server, ở cái bài lập trình socket này này, mình chỉ muốn nhấn mạnh với mọi người là cái lập trình socket này thực ra không khó, chỉ có các cái bước nó hơi lằng nhằng, nhưng chúng ta chỉ nhớ các cái bước đấy, chúng ta làm theo một lần chúng ta sẽ nhớ được chưa, sẽ biết cách làm, được chưa? Và cái mục đích của chúng ta là biết cách lập trình socket để sau này các bạn viết driver cho internet, các bạn biết cách verify cái tính năng của driver bạn viết, được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đến phần lập trình nhé. Phần lập trình thì các cái bài thực hành về cái bài socket này rất là hay. Ví dụ các bạn có thể viết được các cái chương trình dùng để gửi nhận file, đúng không ạ? Ví dụ như một cái máy tính bạn chạy ở dùng ở trên laptop này chẳng hạn, và một cái máy tính chạy ở nhà. Hai cái máy tính đấy gửi nhận file với nhau thông qua hai chương trình C mà bạn viết. Thế một cái ứng dụng rất là, mình nghĩ nó cũng khá là hay. Tiếp nhé. Em hỏi gì anh? Nói anh bảo là cái giao thức bắt tay giữa server và client ấy. Ừ. Thì cái giao thức đấy ở đâu trong cái giao tiếp vừa rồi socket của anh? Cái của mình ấy trong cái mô hình, nó có cái mô hình 7 lớp này này. Có cái mô hình 7 lớp này này. OS. Đây này. Cái phần giao thức mạng ấy thì nó có một cái gọi là một cái mô hình 7 lớp. Em muốn về tìm hiểu để nó như này, nó có một cái mô hình 7 lớp như này, được chưa ạ? Thì cái phần bắt tay nó ở các lớp dưới này cơ. Còn cái phần của mình ấy, mình lập trình nó chỉ phần socket của mình nó chỉ ở cái phần ở lớp trên cùng này thôi. Được chưa? Thì ở cái phần socket này này, mình sẽ chỉ định là sẽ bắt tay theo cái phương thức như nào, được chưa ạ? Phần cụ thể của cái hàm ấy mà thực hiện cái việc bắt tay đấy, nó ở các lớp dưới nó sẽ làm cho em, được chưa ạ? Thì cái client và server ấy nó chỉ là một trong số nhiều cái mô hình để bắt tay thôi. Ngoài ra nó có những mô hình bắt tay khác, ví dụ như là peer-to-peer. Peer-to-peer rất là ngang hàng nhau. Mọi người mà search cái ngày xưa mình tải phim ý, nó hay có cái ở đấy, torrent ấy, nó là peer-to-peer, nó không phải là mô hình client và server đâu. Nó rất là nhiều giao thức. Thì đấy, các bạn biết là cái phần bắt tay nó sẽ nằm ở các cái lớp dưới này và không phải ở phần chúng ta. Cái phần của chúng ta chỉ là chỉ định thôi, kiểu chỉ định là làm theo kiểu nào thôi, chứ còn chính xác cái để làm được kiểu đấy nó làm như nào, nó ở các cái lớp dưới này nó làm cho mình. Ở lớp dưới này cũng không có dành lắm, không có dành lắm với các lớp dưới này đâu nhá. Mình đi tiếp. Thì bây giờ mình sẽ lập trình cho các bạn xem, đúng không ạ? Thì bây giờ này, mình sẽ viết hai ứng dụng, đúng không ạ? Chat theo kiểu là client và server, được chưa ạ? Sau đó mình sẽ chat cho mọi người xem. Thế nhưng mà có một điểm đặc biệt thế này, tất cả các cái máy tính mà chạy Android ấy, nó luôn luôn có một cái cạc mạng, nó gọi là loopback, loopback interface. Đây ạ, mọi người dùng cái câu lệnh là ifconfig này này. Thì sẽ thấy có một cái nó gọi là loopback, được chưa ạ? Cái loopback như này này, nếu như hai ứng dụng ấy, tức là tất cả mọi bản cái loopback này này, tất cả mọi bản tin ấy mà gửi đến cái loopback interface này, thì nó sẽ được gửi ngược lại máy tính chứ không gửi ra ngoài nữa. Loopback như vậy, nó vẫn là một cái port mạng, đúng không ạ? Nhưng nó đặc biệt ở chỗ là bản tin gửi đến nó sẽ gửi ngược lại. Đấy. Thì mình sẽ viết ra hai ứng dụng chat theo kiểu là client và server và giao tiếp với nhau thông qua cái port mạng đặc biệt này, được chưa ạ? Tuy nhiên ấy, bài này nếu mà thực hành được ấy thì mọi người thấy như này này, mọi người có thể dùng cho mình hai cái máy ảo, hai máy ảo ở trên hai máy tính khác nhau, được chưa ạ? Và connect với nhau vào cùng một cái mạng wifi nào đấy.
Ví dụ bạn bạn mang về nhà các bạn connect vào chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể viết trên hai cái bot kiểu HubSpot connect vào cùng một cái wifi của điện thoại, rồi bạn chạy một chương trình client, một chương trình server thì hai cái nó sẽ chat được với nhau bình thường. Cũng được, chỉ cần hai hệ thống Ubuntu với nhau là được, còn bạn dùng trên cái nào cũng được, đấy không quan trọng, hai Linux với nhau nhé, được chưa? Theo chúng ta sẽ thực hành nhé. Mình sẽ viết cho các bạn đầu tiên là chương trình client đúng không ạ? Mkdi. Mình sẽ viết chương trình client trước nhé. Để dùng được socket ấy, thì bạn phải khảo một số các cái thư viện đúng không ạ? Một cái số thư viện mình sẽ copy vào đây luôn. Rồi, coi main. Đã có bạn biết được cái gửi nhận file từ máy của Fshop về nhà đấy. Mặc dù Fshop chặn mạng, nhưng mà như phải dùng một số cái trick để bypass hay sao. Chứ bình thường bạn gửi bình thường là cái policy Fshop sẽ chặn được cái giao thức chặn gửi file đấy. Nhưng mà mình không rõ bạn ấy trick như nào, bạn ấy thấy được không rõ lắm. Còn gửi nhận file theo kiểu hai máy ở ngoài thì rất là dễ đấy, rất là dễ. Bạn thấy viết chương trình gửi nhận file hay rồi. Đầu tiên chúng ta làm gì đúng không ạ? Đầu tiên thì mình ở trên client đúng không ạ, mình sẽ khảo cái socket đúng không ạ, dùng để connect đến server. Được chưa ạ? Đây, socket này. Cái socket này sẽ dùng để connect đến server. Rồi, mình sẽ khảo một cái truck để chứa cái địa chỉ của server đúng không ạ? Đây. Rồi, mình sẽ chứa một cái, mình khảo một cái buffer để chứa cái data mà server nó gửi về cho mình, hoặc là sẽ chứa cái data mà mình muốn gửi cho server thì sẽ để vào đây. Rồi, một cái biến để chứa thời gian. Thời gian này là tùy thôi, mình thích mình đính kèm cả phần thời gian vào trong bản tin thì mình đính kèm, cái này tùy mình. Rồi, thế thì đầu tiên ấy, đây là chỗ này mình mem set data lại thôi, tại vì đây mình khai báo theo kiểu buffer thì mình mem set lại một tí cho chắc. Rồi, đầu tiên đúng không ạ, mình sẽ khởi tạo socket đúng không ạ? Giống như là bạn mở file đúng không? Thì mình sẽ làm như này đúng không ạ? Các bạn nhìn vào các tham số này. Tham số domain ấy thì truyền là IFINET, tức là chỉ định bản tin phải đi ra bên ngoài đúng không ạ? IFINET. Đấy. Thứ hai là data truyền theo kiểu là SOAP stream đúng không ạ? Đấy, protocol này để mặc định. Rồi. Tiếp đó là mình sẽ khởi tạo cái truck địa chỉ của server đúng không ạ? Cái trường family của nó thì mình chỉ định là IFINET đúng không ạ? Cái trường thứ hai là cái trường địa chỉ của server đúng không ạ? Cái trường địa chỉ của server này thì mình dùng cái, tại vì vấn đề là cả client và server đều dùng chung cái IP này đúng không ạ? Thì mình sẽ gán vào đây luôn đúng không ạ? Thì cái hàm này nó sẽ convert cái chuỗi string IP của server về một cái địa chỉ IP theo kiểu số nguyên và dùng trong mạng network. Và cái trường cuối cùng là địa chỉ port đúng không ạ? Thì giờ mình quy định luôn là server và client sẽ connect với nhau qua cái port có số hiệu là 5000. Thế nhưng mọi người phải lưu ý này, khi lập trình thật ấy thì mình nên đừng lên mình hard code luôn số port. Mình nói tiếp nhá, cái số port này ấy, thì mình khuyên mọi người là khi mọi người lập trình ấy, mọi người đừng lên define hard code sẵn số port. Tại vì sao? Ví dụ bạn define luôn là bạn dùng port 5000, chẳng may khi bạn chạy port 5000 đấy bị ông khác dùng rồi đúng không ạ? Thì là bạn sẽ bị lỗi đúng không? Thì giống như là bạn cấp phát bộ nhớ ấy, bạn lên malloc đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái hàm cho phép bạn là tìm ra một cái port đang trống chưa có ai dùng và bạn sẽ dùng cái port đấy thì nó sẽ hay hơn đúng không ạ? Ngoài ra các cái giao thức ấy nó sẽ quy định luôn sẵn cái port, ví dụ như là cái giao thức là http thì nó quy định luôn nó dùng luôn cái port là 8080 ấy, hay là có port 80 ấy, nó quy định sẵn luôn thì nó lại cũng còn tùy nữa cơ. Các bạn về nhé, có thể viết một chương trình C để connect đến một cái server, ví dụ như là 24h.com.vn đúng không ạ? Bạn request và bạn yêu cầu nó trả về một cái bản tin thì bạn thử đọc thử cái bản tin để trả về xem nó có cái gì đúng không ạ? Nó là string thôi, là string, nó sẽ là data của cái web đấy. Được chưa ạ? Rồi, thì mình sẽ khởi tạo port luôn.
bọt rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ client nhá sẽ phải connect đúng không ạ? Client thì không cần phải buy đâu, campa mình comment này đi, không cần phải buy mà client chỉ cần connect thôi đúng không ạ? Connect thì cái địa chỉ của server nó đã khởi tạo đây rồi đúng không ạ? Đấy thì mình sẽ connect thôi, connect. Nếu như mà connect thành công ấy thì nó sẽ trả về không đúng không ạ? Còn nếu mà thất bại thì nó sẽ trả về một cái số khác. Đấy, connect đúng không ạ? Nếu mà connect thành công thì nếu mà trả về bằng không ấy thì đã connect được đúng không ạ? Nếu mà connect được rồi đúng không ạ thì mình sẽ client sẽ đọc một cái giá trị mà server họ trả về đúng không ạ? Sẽ được để trong cái thằng receipt buffer này đúng không ạ? Mình sẽ đọc cái chuỗi đấy. Đấy. Và mình chỉ đọc một lần thôi, mình không cần đọc nhiều, mình sẽ close luôn. Close luôn thằng socket đấy đi. Chưa ạ? Rồi, đấy là client đúng không ạ? Tóm lại là client là như nào? Request đến server, request connect đến server. Nếu như connect thành công thì client sẽ tiến hành là đọc cái data mà server họ gửi về đúng không ạ? Client không có gửi lên đâu nhé, client chỉ đọc một cái thôi. Đấy là do cách mình lập trình đúng không ạ? Nếu bạn thích lập trình chẳng hạn, các bạn ghi ở đây chẳng hạn thì sẽ có data gửi đi nhưng mình không ghi, mình chỉ đọc về thôi. Và đọc một lần để cho đơn giản đúng không ạ? Rồi. Bây giờ mình sẽ build thử nhá, gtc-o client. Cái code này mà lại build lỗi được à? Ngày xưa bạn nào mà cũng xem này. Server address cho là mình chưa include cái thư viện này rồi. Nói chung là về nhà mình xem lại video mình dạy, mình nhận ra một điều là nếu mà mình đứng dậy thì lên video nó chán hơn là mình ngồi dậy. Mọi người biết vì sao không ạ? Tại vì cái máy quay này, nhưng mà nó quay cả mình cả cái màn đằng sau ấy thì nhìn nó không có rõ chữ đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà ngồi dậy thì mình sẽ thu hình cái màn hình này này thì lại rất là rõ. Thì mình phải xem là cái track này nó bị lỗi, cái track này thì mình phải xem là cái track này nó define ở cái header nào để mình include thêm cái đấy vào đúng không ạ? Mình nghĩ là trong cái này thôi, chắc chẳng đi đâu đâu. Đây. Trong cái này. Đúng không ạ? Thêm nốt mấy thư viện này vào đi. Nói chung là các bạn thêm thư viện vào, nếu mà thừa thì cũng không lỗi đúng không ạ? Nhưng mà thiếu thì kiểu gì cũng lỗi. Thì mình cứ tội gì? Đúng không ạ? Mình đoán là thiếu cái thằng socket.h này nên nó lỗi. Được chưa ạ? Rồi. Build thử lại lần nữa. Đấy, được rồi. Thì warning thôi đúng không ạ? Warning thì cũng kệ nó thôi. Có kệ được không nhỉ? Mình sợ là implicit này là không kệ được đâu. AF hàm này, xem hàm này nó dùng trong thư viện là header nào. Đây. Dùng trong header này. Rồi. Hàm read write này mình chưa define nữa. Read write. Nó rất buồn cười nhá. Có thể là cái hàm read define trong một header, nhưng hàm write sẽ được define trong một header khác. Mọi người có tin không ạ? Hoặc là ví dụ như hàm read define trong một header này, nhưng mà hàm close hoặc hàm open sẽ được define trong một header khác. Mình cũng không thể hiểu được tư tưởng của người ta như nào luôn. Khó hiểu.
không ạ? Đấy, UniSTD. Để cho chắc thì mình sẽ check thêm cả cái hàm close nữa, xem là nó dùng trong header nào. Đúng không ạ? Của mình nó đang implicit thôi, không phải là error, nó chỉ là warning thôi. Rồi, hết, chuẩn hết rồi đấy. Chuẩn hết rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ viết thêm ông server.c đúng không ạ? Thế thì mình nghĩ mình sẽ lên copy cái thằng client.c ra đúng không ạ? Copy thằng ấy, các cái header của client.c ra đúng không ạ? Thì nghĩ sẽ hay hơn. Tại vì có vẻ như là cái code này nó thiếu khá là nhiều header. Không biết copy mà bỏ cái chữ này. Disable show number ở trên này có gì nhá. Set number off xem này. Không được. Unset number này. Ơ cũng không được. Ờ cũng đúng nhỉ, thông minh đấy. Được. Đúng không ạ? Mình sẽ xóa này đi. Bây giờ mình sẽ code thằng server nhé. Rồi, server để code như nào đây? Server thì nói chung là mấy cái này thì thôi nhé. Mình bỏ qua đi, mình copy vào luôn. Không nói lại nữa. Không hiểu sao có con này nó cứ bị lỗi định dạng. Rồi. Mình mem set nữa. Bình thường mọi người học, mọi người thích xem cốt mẫu này không? Hay mọi người thích về nhà tự làm? Tự viết là lâu lắm. Được chưa ạ? Đây. Cái INET ở Red thì anh. Em thay nó bằng cái như kiểu nếu mà mình có net đến một cái website thì ừ. Thay nó bằng địa chỉ website hay là tên website. IP của website. Em phải dùng một cái hàm này này. Ví dụ nhá. Em muốn tìm địa chỉ của website đấy đúng không ạ? Em dùng hàm ping. Em ping địa chỉ đấy, nó sẽ trả em ping đến cái tên của website đấy thì nó sẽ trả về cho em cái địa chỉ IP của website đấy, được không? Mình phải dùng qua địa chỉ IP. Đầu tiên là server sẽ tạo ra một cái socket đúng không ạ? Chỉ chuyên để listen thôi. Listen tức là sẽ nhận các bản tin yêu cầu kết nối thôi, đúng không ạ? Sau đó server khởi tạo địa chỉ cho chính nó. Mọi người lưu ý là cái địa chỉ đây này là server khởi tạo cho chính nó, đúng không ạ? Tại vì bản thân trong mô hình đấy, đúng không ạ? Trong mô hình client server là client cần phải khởi tạo địa chỉ của server. Còn server thì không cần khởi tạo địa chỉ của client, đúng không ạ? Đấy, tại vì client là ông chủ động mà. Còn server ấy nó sẽ khởi tạo địa chỉ của chính bản thân nó. Của chính bản thân nó. Này chưa? Rồi, và server thì không cần connect nhưng mà server phải làm bước là binding. Đúng không ạ? Binding để đính kèm cái IP của chính nó vào cái socket mà nó tạo ra. Và listen đúng không ạ? Mình sẽ cho phép là một lúc là có tối đa là 10 connect đến đúng không ạ? Nếu mà quá 10 thì sẽ không được. Rồi. Bây giờ server sẽ lắng nghe đúng không ạ? While mode.
cái hàm except này này nó sẽ tiến hành là nó sẽ block ở điểm này luôn, nó sẽ block luôn. Nếu như mà chưa có kết nối nào đến ấy, tức là trong cái queue này chưa có gì thì nó block luôn, được chưa? Cho đến khi mà có một phần tử ở trong queue nó mới chạy qua được. Và nó sẽ accept cái connect đấy. Và nó sẽ trả về một cái socket mới cho mình. Được chưa ạ? Rồi, sau đó thì server sẽ gửi một cái bản tin vào trong cái socket đấy. Bản tin này nó sẽ chứa cái thời gian và chứa một cái chuỗi string nào đấy của server mà server mình tự định nghĩa, đúng không ạ? Đây, mình sẽ tạo ra một cái chuỗi message là server reply, đúng không ạ? Và truyền vào cái thời gian của server cho client. Thì mặc định là client nó sẽ nhận được cái biến đấy, đúng không ạ? Và server nó sẽ ghi vào cái socket kia, đúng không ạ? Sau đó server họ nếu mà muốn giao tiếp ý, thì cứ giao tiếp với nhau. Còn nếu mà không ý, thì chỉ cần là close thôi. Sẽ đóng kết nối lại, đúng không ạ? Chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhé. Mình nghĩ chắc chả sao đâu, chạy được. Được chưa ạ? Server chạy rồi đúng không ạ? Rồi mình sẽ chạy client này. Mọi người nhìn rõ chữ không? Hơi bé nhỉ. Sẽ chạy thử client nhé. Ồ, warning đấy. Nó bị warning mà mình không fix, bây giờ nó không có chạy ra được cái gì. Mình nghĩ là bây giờ phải reboot lại máy thôi. Mọi người biết vì sao mình reboot lại máy không ạ? Cái bọt này đang giữ. Mình không nhớ là mình có hàm close port hay không. Khả năng không có hàm close port thì đành phải reboot lại máy. Tại vì nếu không ý, thì lần sau chạy nó sẽ không chạy được nữa. Port ấy bị thằng khác giữ mất rồi. Nhưng mà mình đang hát code port mà. Mình đang hát code. Đúng ạ, đợi một chút vậy. Đấy, chúng ta code không chuẩn là vì vậy, đúng không ạ? Trường code chuẩn là chúng ta chỉ cần đóng chương trình sẽ hết. Port tự free, nhưng mà trong chương trình chúng ta code không chuẩn. Chúng ta đóng chương trình đi nhưng port nó vẫn bị giữ ở đấy. Bình thường nếu mà đóng chương trình thì nó phải close port. Nhưng mà cái port nó khác cả memory. Cái memory ý, là em đóng chương trình là hệ hành nó sẽ tự free cho em luôn. Được chưa ạ? Nhưng mà cái port thì không thế. Em đóng chương trình là có thể cái port nó vẫn nằm đấy, nó không được tự close. Em phải gọi những cái hàm riêng để close port đi. Nó có những cái hàm để close port. Thì bây giờ cho chắc ăn thì mà để đỡ mất thời gian, đúng không ạ? Chúng ta sẽ reboot lại máy. Nó sẽ có một cái hàm riêng để đóng cái port đấy lại cho các bạn. Rồi chúng ta connect lại vào máy. Mai các bạn có ai phải đi làm thứ bảy không? Sướng nha. Cảm giác đi làm thứ bảy oải nhỉ. Oải thật. Ừ. Đa số các công ty lập trình nghỉ thứ bảy. Đa số mặc định luôn ấy là nghỉ thứ bảy. Thứ bảy mặc dù lương đi code cao hơn quay chụp nhưng mà em vẫn thích quay chụp hơn. Đi tiếp nhá. Mình nghĩ là mình phải sửa lại cái code của server đi. Code server mình nghĩ là bị lỗi đấy. Khi mà mình build ấy, mình build mà nó báo là warning ấy thì mình khuyên là mình nên fix cả warning. Tại vì các bạn không biết warning là rất có thể nếu bạn chạy nó sẽ lỗi. Ví dụ như là implicit. Đúng không ạ? Chứ toàn ngày xưa ai làm cho mình cái code mẫu này lỗi quá nhỉ? Lỗi quá. Ngày xưa mình cũng nhờ bạn intern làm cho mình cái này. Bạn ấy làm lỗi quá.
Đấy, rồi. Để cho chắc thì mình chạy riêng hẳn một tab đi. Mọi người biết vì sao lúc đấy chạy nó lỗi mà nó không báo lỗi ra ngoài không? Mình chạy ẩn. Mình chạy nó ở background nên nó không báo lỗi ra ngoài. Bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình sẽ chạy hẳn một tab riêng cho nó luôn. Để báo lỗi còn biết. Ô, thôi hỏng rồi. À, hay mình có cốt thiếu nhỉ? Xin lỗi mọi người, có cốt thiếu đúng không ạ? Thiếu một dòng cuối cùng. Này hỏng. Có cốt mà còn thiếu nữa thì không được. Đúng không ạ? Mình sẽ ấy build lại đúng không ạ? Đấy lại thiếu. Đấy, được chưa? Thì như vậy là cái lần khi chạy sẽ biết được cái data của server trả về đúng không ạ? Đấy. Và các bạn cũng có thể connect đến một trang web để lấy được data của web để trả về đúng không ạ? Bằng code C. Không vấn đề gì cả. Thì cái bài này chúng ta kết thúc ở đây. Thì về mọi người đúng không ạ, sẽ có rất là nhiều các bài thực hành mọi người làm thì tùy thôi, nhưng mà mình nghĩ mọi người chỉ cần làm được một bài được, nhưng mà thích thì làm nhiều hơn thì tùy đúng không ạ. Ví dụ các bạn biết một chương trình chat đúng không ạ, theo mô hình là client server có hai máy tính đúng không ạ, connect vào cùng một cái mạng wifi và các bạn chat được với nhau đúng không ạ. Hoặc là viết một chương trình gửi nhận file đúng không ạ, gửi nhận file thì cái chương trình gửi nhận file nó cũng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần ở cái hàm mà trước khi mà thay cái chuỗi message đi ấy, bạn thay các bạn đọc data từ file đúng không ạ, bạn copy buffer và bạn gửi vào socket thì nó sẽ thành cái chương trình là gửi nhận file, rất đơn giản đúng không ạ, không có gì là ly kỳ cả. Thì cái bài của chúng ta là như vậy, gửi nhận file đấy vẫn là gửi nhận chữ bình thường. Ừ, nhưng bạn sẽ đọc ra data từ file lên đúng không ạ. Thường thường thì cái buffer mà truyền trong network ấy thì nó không thể quá lớn được như file. Ví dụ như một cái file chẳng hạn, nó có thể kích thước là hàng ghi, nhưng em không thể gửi một cục data là hàng gigabyte qua một cục luôn đúng không ạ, qua network được, tại vì nó rất là dễ lỗi. Đấy, thì thường thường network người ta hay thích là gửi một cục nhỏ nhỏ thôi, độ khoảng 1-2 kg gì đấy. Tại vì em ngày trước em đọc nó có cả cổng chuyên để gửi nhận file. Ừ. Nhưng mà vấn đề là bản thân ý, cả cái cổng gửi nhận file đấy nó cũng không phải là nó gửi một phát cả file, mà thường nó vẫn phải băm ra. Tại vì vấn đề như này này, cái bản tin khi mà nó đi trong network ấy thì rất có thể là bản tin nó sẽ bị lỗi. Em tưởng tượng là bản tin đi trong cái dây mạng ấy, dây mạng đen ấy mà nó rung chẳng hạn, nó rung một tí là có thể nó đã lỗi rồi. Thì nếu em gửi cả cục 1GB mà nó lỗi thì phải gửi lại một cái cục 1GB khác. Thế người ta không làm thế, có thể gửi một cục khoảng 1-2GB thôi. Thì nếu mà lỗi thì nó gửi lại cái cục đấy, đúng không ạ? Thì nó vẫn là vì như vậy. Được chưa? Thì cái bài chúng ta kết thúc ở đây nhá. Thì chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Yeah.